Thưa quý vị, sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống lực lượng cảnh sát cơ động và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai. Dự buổi lễ có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo Bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Lực lượng cảnh sát cơ động là một bộ phận cấu thành quan trọng của Công an Nhân dân Việt Nam, là một lực lượng vũ trang cách mạng trọng yếu được Đảng, Nhà nước tin tưởng và giao nhiệm vụ thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những nhiệm kỳ gần đây, lực lượng cảnh sát cơ động ngày càng trưởng thành, vững mạnh toàn diện, là lực lượng xung kích, đi đầu, dấn thân vào những nơi nguy hiểm, khó khăn nhất, đấu tranh trực diện với các loại tội phạm nguy hiểm, ngăn chặn, trấn áp kịp thời các hoạt động gây rối, bạo loạn, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Những thành tích chiến công của lực lượng cảnh sát cơ động trong 50 năm qua bắt nguồn từ sự giáo dục, rèn luyện, quan tâm đặc biệt, dày công chăm lo, lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, quản lý tập trung, thống nhất của nhà nước, sự lãnh đạo chỉ huy điều hành của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cảnh sát cơ động, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ. Trên nền tảng truyền thống vẻ vang của 50 năm thành lập và trưởng thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng lực lượng cảnh sát cơ động tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, luôn dũng cảm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh, thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui lẽ sống của mình. Xây dựng văn hóa tô thắm thêm hình ảnh cao đẹp của người công an nhân dân, bản lĩnh, dũng cảm, nhân văn, có trái tim nóng, cái đầu lạnh, đôi chân vững chắc, có bàn tay sạch và biết trọng danh dự, vì danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất, như lời căn dặn của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Chiều tối qua, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu với chủ đề Tìm về không gian văn hóa xứ Đoài giữa các nhà ngoại giao nữ, phu nhân đại sứ các nước và ngoại giao đoàn năm 2024 tại khu du lịch quốc tế Tuần Châu, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Xứ Đoài, một trong tứ trấn của kinh đô xưa, nằm ở phía tây kinh thành Thăng Long, Hà Nội, được xem là bức tranh thu nhỏ của văn hóa Việt Nam. Nhiều nét đặc sắc riêng có của văn hóa Bắc Bộ và của du lịch Hà Nội đã được giới thiệu tới đông đảo bạn bè quốc tế. Gần 500 đại biểu là các nhà ngoại giao nữ, phu nhân, phu quân các đại sứ và 100 ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế đã có một buổi tối khám phá văn hóa Việt Nam, cùng tham quan trải nghiệm chợ quê Bắc Bộ, hòa mình vào các trò chơi dân gian. Đại sứ Thụy Sĩ tại Việt Nam, ông Thomas Gass và vợ là bà Natalie lần đầu tiên tham gia nhảy sạp. Khá thích thú, vợ chồng ông đã trải nghiệm trò chơi dân gian này tới 3 lần. Việt Nam có một nền văn hóa rất tuyệt vời, mọi người rất thân thiện. Tôi nghĩ đây là một trò chơi khó đối với tôi. Rất khó để không bị kẹt chân trong khi nhảy. Thực sự là rất vui. Tôi rất ấn tượng. Mọi người rất thân thiện với chúng tôi. Họ cứ để cho chúng tôi nhảy như chúng tôi muốn. Trò chơi rất vui. Điểm nhấn của chương trình là vở diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ. Vở diễn mở đầu ấn tượng với hình ảnh các sĩ tử thời xưa khăn gói liều chõng đi thi, khắc họa truyền thống hiếu học, văn ôn võ luyện của dân tộc Việt. Tất cả được thể hiện trên nền nhạc hào hùng, mang đến nhiều cảm xúc cho người xem. Bốn cô gái trình diễn bốn loại nhạc cụ khác nhau trong âm nhạc truyền thống Việt Nam lấy cảm hứng từ tranh Tố Nữ Hàng Trống. Với sự trình diễn của hơn 200 diễn viên không chuyên, đều là những người nông dân của xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội. Bằng thi ca, nhạc họa, vở diễn đã dẫn dắt người xem, các nhà ngoại giao quốc tế vào các câu chuyện kể về thiên nhiên, đời sống tinh thần phong phú của người dân Bắc Bộ Việt Nam. Chúng tôi thực sự tận hưởng show diễn này. Nó rất hoành tráng, từ ánh sáng âm nhạc cho đến ý nghĩa của những câu chuyện đằng sau. Đây thực sự là trải nghiệm quá tuyệt vời đối với hai chúng tôi. Tôi rất ấn tượng với câu chuyện liều chõng đi thi và cuối cùng người Đỗ Trạng Nguyên xuất hiện trên sân khấu. Phần đó rất tuyệt vời. Nó giống như sự kết hợp giữa văn hóa và giáo dục, hai khía cạnh rất quan trọng đối với UNESCO, nên tôi rất thích phần đoạn đó. Nói chung, tất cả khung cảnh đều rất hoành tráng, và chúng tôi rất cảm kích khi được mời xuất hiện tại sự kiện hôm nay. Chúng tôi rất là mong là qua cái việc mà tìm hiểu văn hóa Việt Nam, thì bạn bè quốc tế, đặc biệt là các nhà ngoại giao nước ngoài, sẽ yêu Việt Nam hơn, hiểu về Việt Nam hơn và gần với Việt Nam hơn. Và chúng tôi cũng mong muốn là qua cái hoạt động này,
thì sẽ kết nối các nhà ngoại giao với nhau, các nhà ngoại giao nước ngoài với các nhà ngoại giao Việt Nam cũng như là đông đảo bạn bè Việt Nam, tăng cường cái tình hữu nghị và tình đoàn kết. Những nét đẹp trong tinh hoa văn hóa xứ Đoài hiện lên đầy sáng tạo và hiện đại, mang đến nhiều cảm xúc ngay tại không gian khá đặc biệt Chùa Thầy, một trong những ngôi chùa cổ nhất Hà Nội, vừa được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Những nét đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam đã được giới thiệu tới đông đảo các nhà ngoại giao quốc tế, truyền đi thông điệp về một đất nước Việt Nam giàu bản sắc văn hóa truyền thống, hội nhập quốc tế sâu rộng và toàn diện. Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi và triển lãm tranh đồ họa các nước ASEAN 2024. Sự kiện sẽ góp phần mở rộng quan hệ giao lưu văn hóa, hợp tác quốc tế lĩnh vực mỹ thuật, đồng thời thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa các nước ASEAN. Đây cũng là dịp để họa sĩ Việt Nam và họa sĩ các nước ASEAN trao đổi, học tập giới thiệu những tác phẩm về đất nước, con người của mỗi nước. Đồng thời cũng là cơ hội để công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam được tiếp cận và thưởng thức những tác phẩm đồ họa chọn lọc ngoài các chất liệu, kỹ thuật mà chúng ta quen thuộc như khắc kim loại, khắc gỗ, in độc bản, in lưới, còn nhiều chất liệu và kỹ thuật mới và cách biểu đạt đa dạng. Tác phẩm dự thi phải được sáng tác trong giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2024 của họa sĩ 10 nước ASEAN, có chủ đề về cuộc sống, con người, phong cảnh thiên nhiên đất nước, hòa bình, đoàn kết, hợp tác, hữu nghị và những vấn đề của cuộc sống đương đại. Triển lãm đồ họa các nước ASEAN 2024 dự kiến chọn lọc 200 tác phẩm xuất sắc nhất để trưng bày. Vừa qua, thành phố Hà Nội đã công nhận 15 làng nghề truyền thống, đưa tổng số làng nghề của Hà Nội được công nhận lên 327 làng nghề truyền thống tại 24 quận huyện thị xã. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội, thành phố hiện có 1.350 làng nghề và làng có nghề. Các làng nghề đã đang góp phần tích cực vào chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế nông thôn, tạo tiền đề để thực hiện thành công chương trình mỗi xã một sản phẩm và xây dựng nông thôn mới. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì, phối hợp với các sở liên quan, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện hồ sơ, tổ chức thẩm định thực tế tại cơ sở làng nghề và tổ chức họp hội đồng thẩm định trong số 15 làng nghề mới được công nhận thuộc các quận huyện Gia Lâm, Thường Tín, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Thanh Trì, Hoàng Mai. Có 6 làng nghề được công nhận mới, 9 làng nghề thuộc huyện Phú Xuyên được công nhận từ làng nghề lên làng nghề truyền thống. Hà Nội hiện có khoảng 1.350 làng nghề truyền thống. Mỗi làng nghề đều có một sự tích, một câu chuyện văn hóa làng nghề. Tuy nhiên thì việc khai thác tiềm năng chưa tương xứng với bề dày văn hóa của những làng nghề. Vậy thì chúng ta cần phải làm gì trong lúc này để khai thác tiềm năng đó? 30 năm gắn bó với làng nghề khảm trai truyền Mỹ, nghệ nhân Nguyễn Trọng Nghĩa luôn đau đáu với sự sống còn của làng nghề quê mình. Bởi theo anh, cái nghề này đòi hỏi sự tỉ mỉ, nhẫn nại và khéo léo. Những người trẻ hiện nay họ lựa chọn đi làm công nhân tại khu công nghiệp khiến lớp người kế cận nghề ngày càng ít đi và mai một dần. Truyền nghề là việc làm mong mỏi của anh với thế hệ trẻ nhằm giữ lấy nghề truyền thống. Khảm trai truyền Mỹ nhờ có những người như nghệ nhân Nghĩa mà từ một làng nghề nay đã được nâng hạng lên làng nghề truyền thống. Vừa rồi cũng có đi tham dự một cái festival bảo tồn làng nghề ấy, thì các bác cũng đưa ra những cái định hướng rất là tốt và cũng rất là hợp với định hướng của chúng tôi. Thứ nhất thì mình thấy là mình sẽ đưa ra những cái sản phẩm mới này, mẫu mã đa dạng để hợp với cả xu thế bây giờ. Thứ hai là sẽ bảo tồn lưu giữ những cái mẫu cũ của các cụ ngày xưa để lại nhằm để truyền bá được là cái văn hóa của mình. Thứ ba là cũng mong muốn cho cái làng nghề mình phát triển sang các nước thì cũng hy vọng rằng cơ chế của chính sách của nhà nước sẽ có cái hướng cho làng nghề để mình có cái quảng bá đến các nước bạn. Còn ở làng nghề Tam Hương Quảng, Phú Cầu, huyện Ứng Hòa, những người trẻ lại có cách phát triển thương hiệu làng nghề mình khá độc đáo và hiệu quả bằng cách xây dựng những đề co mô phỏng làng nghề kết hợp với các công ty lữ hành để thu hút khách đến tham quan trải nghiệm. Lượng khách đến qua em trải nghiệm chụp ảnh và làm nhang rất là nhiều, khá là đông ấy. Từ phường vào những ngày chủ nhật ấy, thì là không có sức mà tiếp luôn. Chủ yếu là khách nước ngoài ấy. Khách Việt Nam cũng có, cũng rất là nhiều ấy. Khách Việt Nam thì cũng các tỉnh ấy, các bạn sinh viên này, các bạn mới ra trường ấy cũng muốn thích chụp những bộ áo dài truyền thống Việt Nam ấy để quảng bá, để đưa những hình ảnh của Việt Nam ấy lên khắp mọi người. Nên là mọi người ở các đất nước khác cũng biết tới ấy, mà mọi người đến đây chụp rất là đông ạ. Cách làm là từ mỗi làng nghề, tuy nhiên quy hoạch tổng thể cho làng nghề lại là một bài toán của các nhà quản lý.
Với 1.350 làng nghề là một tiềm năng khá lớn để ngành chức năng Hà Nội có một quy hoạch tổng thể và khai thác tiềm năng này một cách hiệu quả nhất. Chúng tôi tiếp tục tổ chức các cái hội nghị, hội thảo, đối thoại với các cái doanh nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất và những người làm trong các làng nghề để làm gì? Để tháo gỡ các cái khó khăn vướng mắc hiện nay là cho các cái làng nghề truyền thống trên địa bàn thành phố. Bảo tồn và phát triển làng nghề không chỉ đóng góp một vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn mà còn bảo tồn những giá trị văn hóa tinh thần của người dân trước mỗi sức sống của làng nghề. Đường sắt đã mở bán vé các đoàn tàu chạy thường xuyên trên tuyến Bắc Nam trong dịp hè 2024 với nhiều chính sách giảm giá ưu đãi. Trong dịp hè từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 18 tháng 8 năm 2024, đường sắt áp dụng nhiều chương trình ưu đãi giảm giá vé. Theo đó, cá nhân đoàn viên công đoàn được giảm 5%, tập thể đoàn viên công đoàn từ 10 đến 39 người được giảm 7%, từ 40 người trở lên được giảm 10%. Ngoài ra, đường sắt vẫn áp dụng chính sách miễn giảm giá vé đối với các đối tượng chính sách xã hội, bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, người khuyết tật nặng, trẻ em, học sinh, sinh viên. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều thông tin phản ánh tình trạng người dân Hà Nội xếp hàng từ sáng sớm để lấy số thứ tự đăng ký để giải quyết thủ tục liên quan đến đất đai tại một số quận huyện của Hà Nội. Tuy nhiên, qua tìm hiểu thực tế thì đại diện các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai Hà Nội khẳng định đây chỉ là hiện tượng cục bộ xảy ra ở một số nơi và vào thời điểm nhất định. Tình trạng này đã được giải quyết, không gây mất an ninh trật tự, đảm bảo việc tiếp nhận hồ sơ nhanh nhất, không để người dân phải đi lại nhiều lần. Theo tìm hiểu tại văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh các quận Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hoàng Mai, Hoài Đức hay huyện Gia Lâm, lượng hồ sơ đầu vào sau Tết không có đột biến so với cùng kỳ năm ngoái, chỉ tăng nhẹ khoảng 5 đến 10%. Báo cáo từ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các địa phương cũng cho thấy, số lượng hồ sơ về đất đai trong quý 1 2024 tập trung nhiều vào hoạt động đăng ký giao dịch đảm bảo, giải chấp, thế chấp chứ không chỉ tập trung lĩnh vực giao dịch chuyển nhượng đất đai. Đáng chú ý, số liệu từ Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội cho thấy số lượng hồ sơ liên quan đến lĩnh vực đất đai quý 1 năm 2024 có tăng nhưng không đột biến. Cụ thể, tháng 1 có 3.475 hồ sơ, tháng 2 có 1.584 hồ sơ, tháng 3 có 3.434 hồ sơ. Văn phòng Đăng ký Đất đai Hà Nội yêu cầu các chi nhánh tăng cường cán bộ hướng dẫn người dân, mở thêm cửa tiếp nhận, đáp ứng lượng hồ sơ tăng thêm. Cán bộ làm thêm ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần và cả thứ Bảy Chủ nhật nếu lượng hồ sơ tăng đột biến. Trong khi đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc căn hộ chung cư đang có xu hướng giảm. Ngay từ trước Tết, thì các chủ đầu tư đã rất thận trọng về thời điểm ra hàng và mức giá do thị trường ngưng trệ. Số liệu từ các đơn vị tư vấn cho thấy, bình quân giá căn hộ ở mức 60 đến 61 triệu đồng một mét vuông, giá đã giảm 3%. CBRE Việt Nam cho biết so với Hà Nội, mặt bằng giá chung cư thành phố Hồ Chí Minh lại không có sự thay đổi. Tại thời điểm cuối quý 1 2024, giá sơ cấp chung cư đạt mức 61 triệu đồng một mét vuông, không thay đổi nhiều so với quý trước và giảm khoảng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Các chủ đầu tư vẫn tiếp tục duy trì các chính sách bán hàng cùng chính sách thanh toán hấp dẫn để tăng tính thanh khoản cho thị trường. Cái số lượng nguồn cung chào bán của căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh thậm chí là còn thấp hơn rất là nhiều, chỉ với khoảng là 500 căn hộ được chào bán mà thôi. Hiện nay thì cái hầu hết các dự án mà được dự định là chào bán mới ở tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới thì các chủ đầu tư họ đều có xu hướng là một là giữ nguyên giá hoặc là chỉ là tăng nhẹ, nghĩa là mức tăng này nó sẽ là dưới 10%. Và họ sẽ cùng với đó là họ sẽ đưa ra những cái chính sách bán hàng hấp dẫn nhất có thể để thu hút người mua tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Cùng chung nhận định, DRKA cũng cho rằng ở giai đoạn mở bán tiếp theo, giá chỉ nhích nhẹ khoảng 2 đến 5% so với cuối năm 2023. Một số chuyên gia bất động sản nhận định, chung cư thành phố Hồ Chí Minh đã qua giai đoạn phát triển nóng và hiện bước vào thời kỳ ổn định về giá bán. Bài học khi thị trường địa ốc thành phố Hồ Chí Minh bị đứng vào tháng 4 năm 2022 đã khiến các chủ đầu tư cẩn trọng hơn. Sau khi trải qua một cái giai đoạn khủng hoảng như vậy thì các nhà đầu tư khôn ngoan hơn và thông minh hơn và sẽ lựa chọn những cái dự án ưu tiên là về gì? Về độ uy tín và pháp lý chuẩn chỉnh, và đặc biệt là cái chính sách của chính phủ trong giai đoạn này ra thì nó cũng sẽ là
chọn lọc nhiều hơn đối với các chủ đầu tư. Giai đoạn trước thì nhà đầu tư mình có thể lựa chọn, có thể là mua những cái dự án mà nó còn đang trong giai đoạn gọi là sơ khởi. Nhưng mà theo như tôi nghĩ thì trong giai đoạn sắp tới thì những cái dự án như vậy nó sẽ không phù hợp nữa. Nhìn nhận một cách thẳng thắn, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, nhà ở cao cấp lẽ ra chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ, nhưng trong 4 năm qua, từ 2020 đến 2024, đã áp đảo tới 70 đến 80% nguồn cung thị trường. Trong thời gian vừa qua là thị trường bất động sản của nước ta nói chung và điển hình là tại Thành phố Hồ Chí Minh là phát triển chưa bền vững. Nó thể hiện ở cái kim tự tháp nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì nó phải là kim tự tháp với cái khối đế của nó phần lớn phải là nhà ở vừa túi tiền. Và phần giữa của cái kim tự tháp này phải là nhà ở loại trung cấp. Còn nhà ở cao cấp là chỉ là phần trên cái chóp của kim tự tháp. Nhưng mà hiện nay mô hình nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh là điển hình cho mô hình nhà ở của cả nước lại bị lộn ngược đầu. Tức là hiện nay tại Thành phố Hồ Chí Minh ấy, chúng ta biết rằng nhà ở thương mại giá vừa túi tiền năm 2020 thì chỉ có khoảng 163 căn mà thôi, chiếm có 1% tổng số lượng nhà ở đưa ra thị trường năm 2020. Sang năm 2021, 2022, 2023, tức là 3 năm liên tiếp là không còn căn nhà ở giá vừa túi tiền mà chỉ có nhà ở trung cấp và nhà ở cao cấp. Dự kiến trong năm 2024, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có khoảng hơn 8.000 căn hộ mở bán. Giá sơ cấp căn hộ được dự đoán sẽ tăng ít hơn Hà Nội, chỉ tăng khoảng 3% theo năm. Năm 2024 được đánh giá là năm bản lề để thị trường có thể chuyển tiếp sang một giai đoạn phát triển mới, lành mạnh và bền vững hơn. Các chủ thể tham gia thị trường sẽ tiếp tục được hưởng lợi từ các chính sách mua nhà với nhiều ưu đãi hấp dẫn hơn. Chuyển sang các thông tin quốc tế. Căng thẳng tại Trung Đông leo lên một nấc thang mới khi Iran phóng hàng chục máy bay không người lái, sau đó là một loạt tên lửa đạn đạo tấn công Israel. Cuộc tấn công diễn ra vào 23 giờ ngày 13 tháng 4, tức 3 giờ sáng ngày 14 tháng 4 giờ Việt Nam. Những vụ nổ xuất hiện trên bầu trời Jerusalem khi còi báo động vang lên khắp đất nước. Quân đội Israel cho biết phần lớn tên lửa đã bị hệ thống phòng không đánh chặn bên ngoài lãnh thổ Israel, xác nhận có hơn 200 mối đe dọa nhằm vào nước này và lực lượng phòng vệ Israel, IDF, tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công. Trong khi đó, Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin với sự hỗ trợ từ Mỹ và Anh, hơn 100 máy bay không người lái đã bị chặn bên ngoài lãnh thổ Israel. Động thái này đã khiến Liban cùng với Iraq, Jordani và Israel đóng cửa không phận. Quân đội Israel cảnh báo cư dân các khu vực cao nguyên Golan, Nevatim, Dimona và Eilat bị chiếm đóng phải ở gần các không gian bảo vệ cho tới khi có thông báo mới. Theo cơ quan khẩn cấp của Israel, chưa có báo cáo về thương tích trực tiếp do các cuộc tấn công của Iran. Tuy nhiên, cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom cho biết họ được gọi đến để điều trị cho tổng cộng 31 người bị thương nhẹ khi tìm đường đến nơi trú ẩn và những người bị hoảng loạn trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Iran cho biết cuộc không kích mới nhất vào Israel nhằm trả đũa cuộc tấn công của Israel vào lãnh sự quán ở Iran và ở Syria hồi đầu tháng này, nhấn mạnh rằng đây là hành động tự vệ hợp pháp và chính đáng trước các hành động xâm phạm của Israel. Trên nền tảng X, phái đoàn Iran tại Liên Hợp Quốc cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Israel được tiến hành dựa trên sức mạnh của Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc liên quan đến phòng thủ hợp pháp. Và để đáp trả cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 của Israel và Đại sứ quán của Iran ở Damascus, Syria. Với cuộc tấn công, vấn đề có thể được coi là kết thúc, Iran tuyên bố. Tuy nhiên, phía Iran cũng cảnh báo nếu chính quyền Israel phạm phải một sai lầm khác thì phản ứng của Iran sẽ nghiêm khắc hơn đáng kể, đồng thời nhấn mạnh đây là cuộc xung đột giữa Iran và Israel mà Mỹ cần phải tránh xa. Sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công Israel vào rạng sáng hôm nay theo giờ Việt Nam, cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ lên án hành động này của Iran. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres
kịch liệt lên án hành động leo thang nghiêm trọng, tấn công quy mô lớn từ Iran nhắm vào Israel. Ông kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch. Ông cho biết, tôi vô cùng lo ngại về nguy cơ leo thang trên toàn khu vực ở mức tàn phá lớn. Tôi kêu gọi các bên kiềm chế tối đa để tránh hành động dẫn đến đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận ở Trung Đông. Khu vực này và thế giới không thể chịu đựng thêm bất kỳ một cuộc chiến nào nữa. Nhiều quốc gia khác kêu gọi các bên kiềm chế, tránh lan rộng xung đột ở Trung Đông. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, Adrian Watson, tái khẳng định cam kết sắt đá của Tổng thống Joe Biden đối với an nguy của Israel sau khi Iran thực hiện cuộc tấn công trực tiếp vào lãnh thổ của Israel. Tổng thống Joe Biden cũng đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại phòng tình huống ở Nhà Trắng để cập nhật liên tục tình hình. Nhà Trắng cho biết, Tổng thống Joe Biden sẽ có bài phát biểu từ phòng bầu dục để nêu rõ lập trường và phản ứng của Mỹ trong sự việc này. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng Iran đã hành động liều lĩnh khi tập kích Israel, gọi đây là bước leo thang, đe dọa thổi bùng căng thẳng và gây bất ổn ở khu vực. Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết nước này đang phối hợp với các đối tác trong khu vực để hạ nhiệt căng thẳng và ngăn các vụ tấn công tương tự xảy ra. Ngoại trưởng Pháp Stephen Séjourné và đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh đối ngoại của Liên minh châu Âu Joseph Borrell đều cho rằng đòn tấn công của Iran nhắm vào Israel là chưa từng có tiền lệ và ẩn chứa nguy cơ leo thang quân sự, đe dọa an ninh của khu vực. Italia, nước tiếp giáp với Địa Trung Hải và thường chịu tác động từ căng thẳng địa chính trị và làn sóng tị nạn do xung đột ở Trung Đông, cũng bày tỏ quan ngại về diễn biến lần này. Chính phủ Italia cho biết đang theo dõi sát sao cuộc xung đột để sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.